Bàn họp cài máy tính tên cá mương, nhàn danh vì nừng chấp năm quam khót nàng số nừng 10 xếp bét cầm vượt hạ vì sòng phát hết, không vô chính trị. Bàn họp bàn thường phụ tỉnh ủy Nhôm sòng hì hiệu đảng chu xếp cào cầm vượt hạ Khai niệm mới vào mẹ bình nòng bấm phăng chảnh thí chương trình Tên cầm 10 xếp cao cầm bướn hạ, bàn tổ chức trung ương có khai bằng họp cài máy tính, hôm qua sở dự thảo báo cáo sở kết, hạ bì chấp 5 quỷ định số hỏi nâng 7 hạ bì sòng phát xếp chết, không bộ chính trị, mà phía bàn cấp quản lý cán bộ cánh bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Uổn ba bảng họp với đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Trung ương Đảng, trưởng bàn tổ chức trung ương. Trong họp nàng nàng máy tính tỉnh Sơn La với đồng chí Nguyễn Hữu Đồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trường mối đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trường ban tổ chức tỉnh ủy, quần ba ban tổ chức tỉnh ủy. Nàng bàn họp, mũ đại biểu có xôm trở các dự thảo báo cáo sở kết hạ bì chấp năm nông pùn số hoa nương bài hà, khổng bộ chính trị, cánh dự thảo nông pùn ten ma bàn cấp quản lý cán bộ, cánh giới thiệu cán bộ ứng cử làng hạ vì trên báo chấp năm lung bùn số hoài nâng bài hạ khổng bồi chính trị có hôm văn kẻ khải bưng khủ nhăng yếu xem cuồng nạp viêm mất tăng cán bộ bánh khải đẩy hồ trợ trường biên nhàn báo chấp năm đi về tùm bút lau chủ mũ cán bộ cuồng cá chuông chính trị mũ đại biểu đề nghị ban tổ chức trung ương bấm danh tướm ten san lung bùn cuồng dự thảo xương bấm danh tắt bùn khắc khò mất lung bùn cuồng bùn tuổi diệt vía nặng hút bét đề nghị tướng tên lung bùn mắt vỉa xòm bành lung bùn côn dệt vỉa cuồng cấp ủy bàn thường vụ cấp ủy nọ bưng côn tỏi lung bùn không bôi chính trị đối cấp chấp năm khảo bấn san lung bùn mở mà, mà tăng bao giới thiệu ứng cử đầy mi lung bùn khà kho chọc sồm các vỉa dệt tè vầy trên báo chấp năm đẩy lang đi Lung bùn bao lau giới thiệu lau đối cấp côn cửa đẩy cài hạ xít phân hỏi số phiếu nặng bưng bảng họp đầy phù ồn cốc danh cánh trách nhiệm đối cấp cấp mi quyên Phát biểu nặng bàn họp, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương, nhận sách sùng luôn cấp hôm, trách nhiệm sùng cánh chọc sùng cấp viên dây tệ không địa phương, tên cảm mương. Tó bưng quam cấp hôm nặng bàn họp, ban tổ chức Trung ương, chi sòm bành tướng tên sở dự thảo báo cáo sơ kết hạ bì, chấp năm lông bùn số hoàn hương bài hà không Bộ Chính trị, cánh dự thảo lông bùn sỏng bành tướng tên tên cầm một mươi xếp cào cầm buồn hà đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương có nguồn pha bảng họp cài máy tính tên cá mương nhàn danh vì nừng chấp năm quam khót nang số nừng một mươi xếp bét cầm buồn hà vì sòng văn giao s khòng bộ chính trị ma sư tàm chấp năm chỉ thị số hà ma tủm pua f năm cánh dê tòi luông ngắm trà bùn nếp kín liêm sú chủ tịch hồ chí minh nàng nàng máy tính tỉnh Sơn La, mi đồng chí Hoàng Quốc Khánh, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban Sấm Hưng tỉnh, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, chủ tịch hội đồng Sấm Hưng tỉnh, xung đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, báo cáo viện tỉnh ủy cánh uẩn ba bưng sở ban nhành không tỉnh. Khai tang bản họp, ban tuyên giáo trung ương có tiền báo ót nạp pháp sư phụ trừ, biểu tu quan tánh hương, đại lưa Thí may tế kỳ xếp ban nà sư quang phú bập sư chí mình bàn tuyển giáo trung ương quần chưa tánh còn bài số bốn sườn hỏi nâng sản sòng bì, mười o, chủ tịch hồ chí minh xếp cầu công văn hà bì, bán thừng hỏi cầu xếp, xếp cầu công hà, bì, sòng, bán, xếp, sòng. đối có phía chấp năm khó tàng số 1, bàn tuyển giáo trung ương thản danh quảng bưng thang tỷ cơ tay sòn khẩn sĩ hồ chính bưng thang tỷ cơ tay có chứng chành luông hành, bóng biểu không hề quyết đại hội xếp sam không tàng cánh khó tàng số nâng quảng toàn tàng cánh cá bản mương luông vẹt ban cầm tó cò lập tan cánh khang tỷ cuồng trên báo chấp năm khoát tàng số một cuồng chư đặc phước cha bệnh covid 19 cầu Chủ luông bùn trường trình phê xịt có tay cướp ủy chu cướp bùn tánh lập tan cánh phan ảo khẩu cuồng kiệt luông sú bồn sòn sạp phía kẻ khay tròi hở côn chật phía cánh chảo số côn chật phía bò xạ cha bồ bệnh covid 19 cầu Chủ tiểu phương bàn hành có bánh khay cướt áo táo bùn đắc con bằng sở trẻ lai chưa không trung ương. Cả kiên học, cánh trẻ trở hồ chí bình. cấp chấp năm tỷ nghị quyết trung ương xí, khóa xếp ít, xếp xong kho tàng số sáu ít, bị và khóa xếp xàm. Phát biểu tại họp, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa có đề nghị cho cấp ủy tổ chức đảng, xếp tạm tổng pua chấp năm chuột nào phía, tòi kho tàng số tình. Cả chấp năm nghị quyết trung ương xí, khóa xếp ít, xếp cánh kho tàng số sáu ít, ma tàng tánh xóm bành tàng, cánh chuông chính trị, cầm quyết, cản tơn, thiếp xùi, kẻ cầm xuyên sư, cán bộ tàng viên, yếu xem, hùa chính trị, cánh kín xú, hạ xuyên ó hạ trải biến, sòn hôm chấp năm, xàm bóng phía, ép nam bú, xe tòi bú, cánh phèn xanh bố hô, cả kiên bản cạt về ép học xe tòi bú, cuộc chấp năm thả phía chính trị không địa phương, kẻ khai thang tỷ bưng bóng phía tạt óp máu, Bơ khu có kén cơn sàn khảo hòa phía tạt ó bồng trở biến hóa hàn hanh luông trên báo ép học cánh diệt tòi phú cuồng cán bộ đảng viên cánh trần hương lần xưa là hở phan hóm quân việt nam số các băng họ Tấn chào mưa xếp cào cầm bờn hạ, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Bí thư tỉnh ủy, trưởng mối đại biểu Quốc hội tỉnh, cầu ơn ba bảng họp bàn thường vụ tỉnh ủy, ma nà việc khẳng khang khải ó bảng họp thủ tướng, ma sổ giảm cấp hoài na Việt Nam tưa thứ xí, cánh khải bảng festival mát núi, cánh tàng trường ô cốp Việt Nam vì song bắt ra sòng, cánh quyết định san nà việc tòi quyên trong họp mỹ đồng chí lo Minh hùng phó bí thư thường trực tỉnh ủy đồng chí hoàng quốc khánh phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban dân mức tỉnh dùng đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy thường trực ủy ban dân mức tỉnh phụ ấn ba san sở ngành không tỉnh bảng họp có trên báo chấp năm san tàng triển lai máu khỏng bưng bổ ngành trung ương Ma mà lông bùn mà bè dây dân bàn mương nhàn vào quốc phòng tiền ăn phòng trùng dù cánh đình bú bắc bộ họp bì sòng phát giảm xếp hợt họp, họp bì sòng phát bài xí xế xếp hạ sòn hôm luôn thoát kẻ cùng nạp việc bàn dài ngân cốc sòng sáng nạp việc cồng làm le lợp tan thoát kẻ già cha khát khỏng mà nạp việc dây dân ca khai chính sách tròi dừa ngân bảo hiểm dây dân hay na Ban Cán Sự Đảng Ủy ban Dân Mức Tỉnh có báo cáo về chấp năm cạt kiên khai ốp bảng họp Thủ tướng sổ giảm cấp hoài mê Nam Việt Nam từ thứ sĩ, cánh khai bảng festival mát núi, cánh tàng trường ô cốp Việt Nam bị sòng phát giác sòng nặng tỉnh Sơn La. họ khai, nạp việc khẳng khang hở bưng nạp việt này có đại tỉnh Sơn La chấp năm men tối luôn bùn, cánh đầy thông quà, phân lại có diệt mông leo bưng tiểu bàn chuồng hong tròi cỏ chấp năm thí may cánh cái đi họp và thông qua báo cáo tòa hôm ảo quan hôm trôm hợp sớ chỉ tinh số giảm hồi xí xếp giảm mười xếp cảm vườn quan không bàn cán sự đảng ủy ban dân mương tỉnh mà vì sò luông bùn tướng tên quỷ hoạch điển nằm noi cuồng phòng tỉnh sơn hà chỉ tinh sàm hồi xí xíp xí, mưa xíp càng buồn sàm vì sòng phát sát sòng, không hoàn cán xử đảng ủy bàn dân tỉnh, ma phía sò quam góp hôm sồm chờ ma lung bùn sòm ngân cốc xã dự án điện nằm nòi nâng cuồng tỉnh. Phát biểu khót nàng bằng họp đồng chí bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hiếu Đồng yêu cao, chủ tiểu bàn tròi phía, hợp bức hà vệ chứ đẩy khai ó tó nạt nhì, vào ma phía xà cha khát không, vài bàn uốn ba mi lung bùn kẻ khai má về tánh bùn bưng hà về chứ đầy khai ó nhiều cao nhận vào thí may tiền ăn men tới lúc bùn đối cấp luông bùn tướm ten quỷ hoạch điện nằm nòi cùng phòng tỉnh Sơn Hà, vỉa sò quam sồm chờ luông bùn gió nguyên cốc chấp năm dự án điện nằm nòi nâng cuồng tỉnh, cò mi cuồng quỷ hoạch, đồng chí bí thư tỉnh ủy yêu cao bàn cán sự đảng ủy ban dân mức tỉnh, sư tàm tướm ten làm le công suất bưng dự án chọc dùng các lăng áo khỏng bộ công thường, làm le nhản danh là viên nướng ban hoạt phòng kiện bao rú, cánh tướm ten bưng yêu cao nhàn bào đơi kiện rú lại côn nành địa phương xem mười xếp bát cả vườn hà bàn chỉ huy cẩm phong phồn nong cánh sáo hà cứu cho cho, cho nhan tỉnh có khai bàn họp rào nà về tập tư cẩm phong phồn nong cánh sáo hà cứu cho cho, cho nhan huyền phủ yên vì sòng bắn ra sòng minh hà uẩn ba bảng họp minh đồng chí nguyễn thành công phó chủ tịch ủy ban sớm mức tỉnh phó trưởng ban thường trực bàn chỉ huy cẩm phong phồn nong cánh sáo hà cứu cho cho, cho nhan tỉnh phụ uẩn ba bộ chỉ huy quân sự tỉnh bàn tổ chức tập tư huyền phủ yên nàng bằng họp mũ đại biểu có đại trên báo F5 bưng nạp về chỉ thị mà việc khai óp bằng tập tư cầm phong phổ nông cánh sáo hà cứu cho cho nàn huyền Phụ yên vì dòng quan sát sòng. Thông qua quyết định mà việc tánh ó bản việc hợp bưng thành viên bản ổn ba tập tư dự thảo lung bùn tập tư, bón tập tư hứa trên đại khai óp nàng xá mưng thải huyền Phụ yên đối cấp huyện Phụ Yên, Họt Khách Nì, huyện Cò chấp 5 đi nạ viện tập tư, chấp 5 tảng tánh tục bo chủ tảng triển 2, nhận bao hở viện tập tư, dệt lèo nạ viện làm le cá bón, khẳng hang chủ hùng 2 đi hạ chủ mũ chôm hạp, cánh tảng tánh, huống vài tập tư phát biểu nàng vàng họp đồng chí nguyễn thành công có giao nạp về hợp ứng sở ngành mít nông văn khẳng khang tục bo chủ tàng trẻ lai, lông bùn chủ khu ngài đi chuồng hong hợp việt tập tư tánh ao lông bùn chấp năm chọp sùm sở trầm cấp nạp việt mít tè hành địa phương ủy ban dân mương huyện phụ yên có tánh ao bưng tàng trẻ lai, khẳng khang chủ mú trường hồng chôm hạp tập tư men tới lông bùn chấp năm đi lông bùn xí cấp bón nhằm vào tiếng an hở côn cánh trường hồng chôm hợp tập tư chu tập tư danh tính trên đài khai ó cuồng bờn hốc vì sòng phân bài sát sòng. Tên cầm mưa xếp hết cầm bờn hạ, thanh ủy sơn là có khai lễ nhôm sòng hỷ hiệu đảng gian xếp cào cầm bờn hạ. Mi nả nàng phàng lễ mi đồng chí Ha Trùng Chiến, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư thanh ủy, chủ tịch hội đốc dân mương thành phố Sơn La đồng chí bí thư thanh ủy còn nhung sòng hủy hiệu đảng chết xếp hạ pì hốc xếp hà pì hốc xếp pì hàng xếp hà đảng viên sữa đảng bộ bưng phương tổ hiểu chiêng cười chiêng le quyết thắng quyết tầm chiêng an cuộc nàn mỹ sĩ đảng viên đề nhận hủy hiệu chết xếp hà pì đảng hốc đảng viên đề nhận hủy hiệu hốc xếp hạ pì đảng hốc đảng viên đề nhận hủy hiệu hốc xếp pì đảng tác giọng phát biểu chúc mừng mũ đảng viên để nhận hủy hiệu đảng tư nhì cánh mỏng cong, mũ đảng viên xếp tàm bánh khải hồ trà bát tôn uồn con, lò vẹn xanh sở riêng hải trụ bùn han ép nam dễ tòi. Bộp giàn nì, thường trực thanh ủy còn nhôm giọng hủy hiệu chết xếp hạ bị đảng, hả đảng viên Nguyễn Huy Bác, chỉ bộ tổ chết, đảng bộ phương tổ hiệu. Mười xếp bát cầm bướn hạ, huyện ủy Quỳnh Nhai có khai bàn họp sở kết bị nâng trên báo chấp năm quang khoát năng số nâng không bộ chính trị, mà xếp tạm chấp năm chỉ thị số hạ, tăng bốc chân vì ép học cánh xe toi trà bùn nít kín liêm sú xử đi Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chấp năm khoát năng số nâng không bộ chính trị, tên cao huyện Quỳnh Nhai, mi sản xếp xàm bộ, đảng bộ, cấp cộng, có bùn tánh vấn chấp năm bưng bóng phía toi chuẩn tì. Quần trưa, mọi chế bộ, đảng bộ cấp còng, chu tân phi cơ sở đăng ký bùn tánh hoài Tám, món chất xanh nâng không cấp trầu quảng hàn tăng phổ huyền đăng ký sòng bóng phía f 5 lò số tám chấp năm quý chỉ thị số hà cánh bóng phía sành hùng bản hát mở huyện ủy có ở phía f hào có chất toi chờ bùn nên kín thêm số hô chiếc mình sở chương trình tập tư hợp chủng mũ cán bộ đảng viên đoàn viên hội viên hàng bì tổng quốc tạp phi tăng tánh tàng cảm phong hát chất ó của hai hát ha trải biến của người bộ bà Đinh Thị Uẩn ó sình cánh mà nhớ nàng phồng hơn quỷ cạt cung phủ hoa khai nỉ cò ké côn ma lẹo hà và ngắm lau chơ đầy po bú hô bà Uẩn cò xương lại côn ứn cò lưng trầm chứ cuồng chờ mắt nét kính liêm rú cánh hùa chờ quảng sàng sao hồng bú hô vừa quam sáng sòn khòng bú, chủ côn lân chứ sớ mốc sớ chờ vầy mi tướng bạc hanh khảm buồn chủ hủ dạ cha, hôm hành sớ Việt tánh bản đà mương, bó sòn lưu làn, cực bền phủ ngủ côn đỉ, xếp nam tạm nguồn lang, lẳng luôn mưa hạ. Bộ sàn bốn sưởng hỏi nâng xàm xếp sòng bì mưu viên ố chủ tịch Hồ Chí Minh, xếp cầu cầm bướn hạ bì bắt nâng bét hỏi cầu xếp, xếp cầu cầm bướn hạ bì sòng bắt sát sòng

từ thứ sáng để bỏ bố hô, lò bị bắt nâng cầu khỏi cấp sòng, tàn, cấp công, khu cấp sông tầng 2 tuổi. Mưa tan bom cắp toàn phần công, không quân khu sông, đang phản hương khắp xe, quần trời, có ha sương từ quốc khỏe đẩy bỏ bố. Lặng chư, rằng khắp xe theo, chủ côn bom mưa tọp hôm rú, nặng phiền khắp xe, vài khởi bố hô, nhôm sòng bố, cánh bắt mưa sướng nhau. chào theo. và con mình tánh khắp là... xe, xương thẳng là... hồ là... to, khửn là... khắp xe thôi chưa tàn chỗ côn nằm cuồng mũ khắp xe mà sông tìm bọc nằm cuồng xe theo chưa tàn ú mưa bắt mưa khắm khèn từng côn lông vó quen sáp ủm mặt bó hở bố pha bó hòm ha pha nói có ai hòm và thiệt sườn hư chóng khở tay lại khẩu chỗ côn xôm chào báu nhang tới cáp lung đình phần hồi cầu sắp hết bì số bản bàn sáu thường huyện phổ yên mỏi tưa tơn sau chưa thể bỏ bố hô hư lông hồi nửa xương muôn sòn mốc mắt chẳng xưa Đang... Bố hô nung tháo xuồng sửa tay muôn xuồng piêng hóa khấu bỏm cáp đồn mày tàu ba tông nhang sư phải tăng hạ tăng các mương vào trùng huyện phổ yên vào riêng có miết lại côn đẩy vào bố hô cánh đẩy nhiên bố hô tiền tô sáng sòn chu khu cỏ xương bà uồn cánh lông nuôi phải cỏ trầm chứ bó lưm quam sáng sòn không phú xương hẳn bó quam vàng số bon tờ sẽ tạp việt rằng phải cỏ lưng bấy khảy ngân lang hương sờ không chứa côn việt nam cánh chấp tam tỷ quam sáng sòn không phú hô Nạp hỏi khai cả mương cỏ trên báo tiệm đầy dòng hỏi sao chiều phát vaccine xà phong bệnh Covid-19. Phân lại lập bưng địa phương có chấp nam đi là việc tiệm già, nhận bao tiền ảnh khoa học, nhận bao tiệm đầy dòng tựa hở bưng côn xếp sòng vì táo hừng, cánh khai đang tùm bua tiệm phát thức xàm hở bưng côn té xếp bét vì táo hừng, tiệm hà lan hỏi té hả hoặc xếp bét vì chăm vắc xin, về tiệm phát thức xàm hở bưng côn té xếp bét vì táo hừng, hê nhận bao tòi lương, bùn. Bộ Y tế cho mi công điện số hốc hỏi hà xếp hà trên Chủ tịch Ủy ban dân mức tỉnh, thành phố, mà việc trên báo trong năm việc tiềm giả phong bệnh cố với xếp cầu, hở là nòi té hà họ xếp bếp bì, cánh tiềm tưa thứ xàm, hở bưng côn té xếp bếp bì táo khừng. Vậy, dù giả phong bệnh cố với xếp cầu có đầy lang tì nho số côn té xếp bếp bì táo khừng đầy tiềm thứ thứ xàm, cánh tiềm hở là nòi té hà họ xếp bếp bì bộ y tế đề nghị ủy ban giám đốc cấp tỉnh thành phố tùm pua uốn ba phương đơn vị nướng pan xếp tạm trên báo chấp năm việc tiềm giả phong COVID-19 xếp cầu từ thứ sàm hở pưng côn té xếp bét pì táo khừng cánh làn nòi té hà hò xếp bét pì nhận vào tinh ngàn quân quyết dòng pì sóng pan sao sòng, sòng tỏi lung buồn không chính phủ tùng po trên báo mà việc tiềm giả phong bình chấp năm khẩn từng này bày từng hơn làm le từng côn nhận vào tiềm giả tục bo hạt giật mương nếu cho giật mương bày tiềm giả lợp tan cánh tục bo vậy nhận vào cầm phong bình cửa đại lăng đi mưa sắp hết chầm hà công đoàn viên chức tỉnh có khai lễ chấm hạp bườn công nhân cánh bườn xe vừa bờ tình an cam kình vì sòng bắn ra sòng tó lúc bùn, bạc hanh khỏng mỏi côn là luôn muồn hòm khỏng hỏi trước hơn. Nàng lễ bước chân, tàng nả công đoàn ngành y tế có báo nàng qua mắc bệnh Covid xếp cầu. Trên báo hoa việc cảm phong, giàu già, chơi cho bệnh, cánh làm đủ bạc hanh làng chơi cho bệnh Covid xếp cầu. Tàng nà bảo hiểm xã hội tỉnh có trên báo ma chế độ chính sách bảo hiểm xã hội đối cấp cán bộ công chức viên chức côn xe vệ cho bệnh Covid xếp cầu. Tó hồ trợ, tinh mết, bừa đoàn viên cánh côn xe vệ bảo vầy và rú bái lằng Nàng lễ chấp hợp công đoàn viên chức tỉnh có nhóm dòng xếp ngon trường, mọi ngon trường mica chiều nâng mặn, hạ xếp đoàn viên nhân còn lại dạ cha. Liên đoàn lao động tỉnh có nhóm dòng hơn tròi dừa tặng tánh hơn uống nghề công đoàn hạ sòng đoàn viên, mời chút hơn xám xếp chiều mặn công đoàn viên chức tỉnh cờ Búc Chân Chu Khánh Thị Dùng Bồn xếp sòng mở cơn tái khai họ sàn xếp ép, ép cảm vườn hà dệt lèo, cầu xếp bay ngắm bùn, hôm phân dệt lèo sàn cốc khỏe chương trình, chiều nâng bay ngắm bùn, chóng hành khảm bồn xa cha, cầm quyết thiếp rủi dây bệnh covid giúp cầu, không tổng liên đoàn lao động Việt Nam Búc Chân. Chương trình quan khảo không đài phát hành truyền hình Sơn La Mưu Nì Hết. Hẹn đài cùng chương trình quan khảo hạ trong ta hạt sườn. Báo xanh không phà cuồng tỉnh Sơn La, không phà lại biến phả, mi phồn nòi nặng san bón, cuồng há phồn vàng phong mi lông lào, cánh phà phá láp lượm, mắt hếp tốc, luông hòn sền nặng san bón cùng tỉnh. Thành phố Sơn La thế xếp cầu hoa sắp bét độ, thuận trầu sát sòng hoa sắp cầu độ, quỳnh nhai sát sòng hoa sắp cầu độ, Mương la sát dòng hoặc xếp hết độ mai sơn xếp cầu hoặc sắp hết độ sông má sát dòng hoặc xếp hết độ sốp cột sát dòng hoặc xếp hết độ bắc yên, cầu xác đồ. yên xác xác xếp cầu hoặc sát chết độ phú yên sát sòng hoặc sắp xếp độ yên trầu sao ít hoặc sắp xếp độ mộc trầu xếp chết hoặc sát xí độ vần hồ xếp chết hoặc xa xí độ.